Sasuke khi trưởng thành có mạnh hơn Madara hay không? Sasuke và Madara là hai thành viên mạnh nhất cũng như đã từng báo đời nhất trong lịch sử của gia tộc Uchiha, một tộc nhân có nguồn gốc từ Indra Otsutsuki, con trai của lục đạo tiên nhân. Cả hai nhân vật đều đóng những vai trò to lớn trong tác phẩm Naruto của Masashi Kishimoto. Trong suốt cuộc đời của hai con quái vật của nhà Uchiha, cả Sasuke và Madara là những tộc nhân duy nhất có thể đánh thức được cả Mangekyo Sharingan vĩnh cửu và Rinnegan. Cuối cùng, họ được coi là một trong những shinobi mạnh nhất trong lịch sử thế giới Naruto cùng với Hashirama Senju và Naruto Uzumaki. Xem xét những điểm tương đồng trong phong cách chiến đấu và cả tên tuổi với những gì họ đã thể hiện và dựa vào đó mình đã tự đặt ra câu hỏi rằng Uchiha Sasuke khi trưởng thành có mạnh hơn Uchiha Madara hay không? Và không biết ở đây có anh em nào cùng đồng suy nghĩ với mình không nào? Nếu có thì hãy cùng mình khám phá hết toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay nhé! Trước tiên, để so sánh cái gì và cái gì thì chúng ta cần phải tìm hiểu về những điểm tương đồng của cả hai. Như vậy thì mới có thể thấu hiểu và làm sáng tỏ hơn của vấn đề này. Nào, hãy cùng mình bắt đầu với phần đầu tiên. Một, Sasuke và Madara giống nhau thế nào? Gia tộc Uchiha nổi tiếng là nơi sản sinh ra những ninja đáng sợ, có trí tuệ và nhẫn thuật vô cùng khủng khiếp, trong đó có thể kể ra vài cái tên như Shisui, Itachi, Fugaku, Obito, v.v. và mây mây. Nhưng những tài năng như Sasuke và Madara lại rất hiếm vì họ được xem như người mạnh nhất của những người mạnh nhất trong gia phả Uchiha. Khi nói đến Madara thì cô báo được lớn lên trong thời chiến quốc khi các gia tộc Shinobi đối địch liên tục chiến đấu với nhau để giành quyền đè đầu cưỡi cổ những gia tộc khác. Trong thời điểm vô cùng khắc nghiệt như vậy, sự thiên tài bẩm sinh của cụ đã bộc lộ và có thể đánh bại các shinobi trưởng thành khác từ tộc Senju, một gia tộc đối thủ chuyển kiếp với Uchiha, mà ngay cả trước khi cụ đánh thức được con mắt Sharingan của mình. Từ điều này có thể nói Uchiha Madara là một thiên tài có khả năng chiến đấu từ rất nhỏ. Tương tự như vậy, Sasuke là học viên giỏi nhất trong thế hệ của mình tại học viện Konoha, có thể sử dụng nhẫn thuật biến đổi tự nhiên khi chỉ là một genin. Khác với các bạn cùng lớp, Sasuke xuất sắc trong việc sử dụng nhẫn thuật về Shuriken, ngoài ra còn giỏi luôn cả thể thuật lẫn hỏa độn. Điều này khiến nhiều người coi anh như là một thần đồng có kỹ năng vượt xa tuổi tác. Nhìn chung thì hai shinobi này cùng là những ninja có chiến lược xuất sắc, luôn quan sát nhất cử nhất động của kẻ thù để tìm và phát hiện ra các biện pháp đối phó. Chiến thuật của Sasuke khá mạo hiểm nhưng anh có sở trường là tìm ra cách để chiến thắng trong giao tranh. Cách tiếp cận của Madara thận trọng hơn một chút nhưng không kém phần hung hãn, và khả năng thành thạo các kỹ thuật nhanh chóng đã mang lại cho ông ta rất nhiều lựa chọn trong chiến đấu. Điều thú vị là đây chỉ là khởi đầu cho những điểm tương đồng giữa họ mà thôi. 2. Gánh nặng bởi lời nguyền hận thù của tộc Uchi. Là tái sinh của Indra Otsutsuki, Madara và Sasuke được xem như là nạn nhân của lời nguyền hận thù của gia tộc Uchiha do những mất mát to lớn mà họ phải chịu đựng, chẳng hạn như chứng kiến người thân của mình bị giết chết. Mặc dù thầm ấp ủ ước mơ tạo ra một thế giới không có chiến tranh cùng với người bạn thời thơ ấu Hashirama của mình, Madara vẫn thề sẽ trả thù gia tộc Senju sau cái chết của người em Izuna mà ông luôn yêu quý, và ông ngày càng ám ảnh trong nỗ lực đạt được sức mạnh lớn hơn. Mặc dù ông đã gạt bỏ sự tức giận của mình để thành lập Làng Lá cùng với thằng bạn chí cốt Hashirama, nhưng việc gia tộc Uchiha dần dần bị tẩy chay khỏi quyền quản lý ngôi làng cùng với ảnh hưởng thống trị của Senju đã khiến cụ Ma phải từ bỏ ngôi làng. Việc ông không thể buông bỏ sự oán giận đã phản ánh sự bất mãn của chính Indra khi ông không có quyền kế vị Ninshu, mà là em trai Asura, người được Hashirama tiếp nối ý chí, và cũng có một câu nói khá hay như sau. Chừng nào khái niệm người thắng còn tồn tại thì chắc chắn cũng có kẻ thua cuộc. Ham muốn ích kỷ, muốn duy trì hòa bình gây ra chiến tranh và hận thù sinh ra để bảo vệ tình yêu. Và đó là những gì mà đối với cụ Madara. Vậy thì còn Sasuke thì sao? Bản thân anh bị buộc phải chứng kiến vụ thảm sát toàn bộ gia tộc của mình, bao gồm cả cha mẹ của mình, bởi anh trai Itachi. Sau đó anh dành cả cuộc đời mình để trả thù cho những thành viên đã mất trong gia tộc, luyện tập chăm chỉ để đánh bại anh trai mình và khôi phục danh dự cho tộc Uchiha. Trong hành trình tìm kiếm sức mạnh, anh đã từ bỏ Làng Lá và tìm kiếm đến Hoa hậu Orochimaru, một quyết định mà Naruto, với tư cách là tái sinh của Asura, phải tốn rất nhiều công sức để bắt thằng bạn bỏ làng đi bụi này về. Với sự quyết tâm của Naruto thể hiện qua câu nói tương tự như là những gì tôi có không phải là một giấc mơ bởi vì tôi sẽ biến nó thành hiện thực. Sau khi đánh bại Orochimaru, Sasuke cuối cùng đã đối đầu với Itachi trong một trận chiến định mệnh dẫn đến cái chết của Itachi. Sau đó anh biết được sự thật đằng sau hành động của Itachi và đặt mục tiêu hạ bệ các lãnh đạo của Làng Lá, những người chịu trách nhiệm về số phận của anh trai mình. Lòng căm thù muốn phá hủy ngày càng lên cao, kèm theo đó sức mạnh cũng ngày càng lớn. Và cuối cùng, Sasuke đã tấn công hội nghị thượng đỉnh ngũ đại Kage và giết chết Hokage đệ hột Danzo Shimura.
Sasuke thậm chí còn tấn công các đồng đội cũ của mình trong đội 7, nhưng cuối cùng thì họ cũng hợp tác lại với nhau để đối phó với những kẻ thù tạo nên thế chiến lần thứ tư. Và đó là những gì mà chúng ta được biết về điểm tương đồng của hai thiên tài gia tộc Uchiha. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần so sánh sức mạnh của họ. 3. Cuộc đấu giữa các Shinobi huyền thoại. Bẩm sinh đã sở hữu lượng chakra dồi dào, Sasuke và Madara rất thành thạo thể thuật, có thể tự mình đối phó với nhiều đối thủ một cách dễ dàng. Họ cũng rất thành thạo nhiều dạng Buki Jutsu khác nhau, trong đó Sasuke chuyên về kiếm thuật và Shuriken Jutsu. Đổi lại, Madara là một chuyên gia sử dụng nhiều loại vũ khí, từ Kusarigama hoặc kiếm cho đến Gunbai, đặc trưng của tộc Uchiha. Những kỹ năng này đã được bổ sung vào kho vũ khí nhẫn thuật tương ứng của họ. Giống như hầu hết các tộc nhân Uchiha, cả hai đều có thiên hướng bẩm sinh với hỏa độn và sử dụng hiệu quả tuyệt kỹ hỏa cầu của gia tộc, mặc dù quy mô của Madara lớn hơn nhiều so với Sasuke. Nói như vậy thì Sasuke là một người sử dụng lôi độn cực kỳ mạnh mẽ, với nhiều biến thể với sự biến đổi hình dạng mà anh tạo ra bằng Chidori, thứ mà anh cũng truyền vào thanh kiếm của mình. Cả hai Shinobi đều nằm trong số ít những người có thể sử dụng cả 5 loại chakra và âm dương độn, mặc dù Madara thậm chí có thể sử dụng tiên thuật và âm dương độn sau khi trở thành Jinchuriki của thập vĩ. Sau đó Sasuke được Hagoromo trao cho một ít sức mạnh âm đạo lục đạo trong đại chiến thế giới Shinobi lần thứ tư, và điều này đã nâng cao khả năng của anh đến mức có thể theo kịp hành thái Jinchuriki của Madara. 4. Người sử dụng Sharingan mạnh mẽ nhất của tộc Uchi. Trọng tâm trong phong cách chiến đấu của cả hai Shinobi là nhẫn thuật từ huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha là Sharingan. Khi trưởng thành và đã trải qua những mất mát lớn hơn, cả hai đều đánh thức Mangekyo Sharingan, Mangekyo Sharingan vĩnh cửu và cuối cùng nếu có thể là Rinnegan bằng nhiều cách khác nhau. Madara thường dựa vào Susanoo của mình, kỹ thuật tối thượng của Mangekyo Sharingan khi đối đầu với những đối thủ mạnh mẽ, và ông có thể hiện thực hóa một Susanoo toàn chân thể cao ngất ngưởng trên khung cảnh xung quanh. Và không chỉ vậy, cụ còn có một câu nói để đời, đó là: "Các người có muốn phân thân của ta dùng Susanoo hay không?" Có lẽ ai cũng biết Susanoo của ông ta có sử dụng một thanh katana khổng lồ có thể san bằng toàn bộ khu vực chỉ bằng một đòn tấn công. Khi Madara đánh thức Rinnegan của mình, ông đã sử dụng thuật lục đạo, chủ yếu sử dụng các khả năng của thiên đạo và ngạ quỷ. Cuối cùng, với tư cách là Jinchuriki của thập vĩ, Madara có thể triệu hồi các bản sao của chính mình trong thế giới vô hình Limbo, chữa lành hầu như mọi vết thương, bay và có những quả hắc cầu có thể vừa công vừa thủ một cách tuyệt vời. Nhờ tất cả những điều đó mà Uchiha Madara đã trở thành một sinh vật vượt qua giới hạn của Shinobi bình thường. Khi nói đến năng lực nhãn thuật, Sasuke có lợi thế hơn một chút vì Mangekyo Sharingan của anh có thể sử dụng được hắc hỏa Amaterasu dạng hỏa độn cao nhất và định hình chúng bằng Kagutsuchi. Giống như Madara, anh ta cũng có thể tạo ra một Susanoo toàn chân thể và tung ra các đòn tấn công tầm ngắn bằng thanh kiếm hoặc mũi tên lửa được tăng cường bằng Blaze Rayleigh. Xét về năng lực của mình với Rinnegan, Sasuke chủ yếu sử dụng các khả năng của thiên đạo cùng với nhẫn thuật không thời gian độc đáo Ame no Tezukara của mình. Với nó, anh ta có thể hoán đổi vị trí giữa các vật thể hoặc dịch chuyển tức thời đến một điểm trong một phạm vi nhất định. Anh ta thậm chí còn sử dụng Rinnegan để tạo ra những cánh cổng dẫn đến các chiều không gian khác trong quá trình điều tra gia tộc Otsutsuki. Trong trận chiến cuối cùng với Naruto, Sasuke đã có thể truyền chakra của vĩ thú vào Susanoo của mình một cách hiệu quả, đến mức Kurama đã so sánh kỹ năng của cậu với kỹ năng của lục đạo tiên nhân Hagoromo. Kiến thức và nhẫn thuật của Sasuke chỉ tiếp tục phát triển khi trưởng thành, ngay cả sau khi bị cụt đi một cánh tay. Như vậy thì ai mới là người mạnh nhất của gia tộc Uchiha giữa Sasuke và Madara đây? Để muốn biết thì mời anh em đến với phần cuối cùng của video ngày hôm nay. 5. Ai là người mạnh nhất trong lịch sử gia tộc Uchiha? Đây trở thành một cuộc so sánh hấp dẫn là khi có nhiều điểm tương đồng trong khả năng của Sasuke và Madara cùng với hành trình trở thành Shinobi của họ. Tuy nhiên Sasuke đã có thể chiến đấu ngang hàng với Madara trong trận chiến quy mô lớn như thế chiến lần thứ tư, và sau đó anh ta được cho là đã cầm chân cả Kinshiki và Momoshiki Otsutsuki khi trưởng thành. Vẫn thắc mắc rằng liệu Madara có ngang hàng với các thành viên của tộc Otsutsuki hay không, ngay cả khi ở dạng Jinchuriki thập vĩ, nếu xét đến cách ông đối đầu với Naruto và Sasuke. Tuy nhiên, cùng với các kỹ thuật Mangekyo Sharingan và Rinnegan vượt trội của Sasuke, sự hiểu biết sâu sắc hơn về chakra và sức mạnh lục đạo đủ để giúp Sasuke có một chút lợi thế với tư cách là người sử dụng Sharingan và tộc nhân Uchiha mạnh nhất trong lịch sử. Và đó cũng đã kết thúc lại video ngày hôm nay. Lưu ý rằng đây chỉ là những ý kiến mang tính chất chủ quan. Nếu anh em có ý kiến gì về nội dung của video thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.